Xin chào tất cả các bạn, mình là Quang, mình chuyên hướng dẫn thiết kế web cho những người không biết lập trình. Và trong cái video bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Đó, về một cái series giúp các bạn tăng cái tỷ lệ khách hàng mua hàng trên website bán hàng của chúng ta một cách tối đa nhất. Đó. Với cái phương châm mình hướng đến nhà, làm sao thật chuyên nghiệp, tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí. Và trong cái chủ đề ngày hôm nay, giúp tăng tỷ lệ mua hàng, đó chính là giải pháp mình đưa ra cho các bạn đó nhỉ. Làm sao để chúng ta giúp cho khách hàng đặt hàng một cách vô cùng là nhanh chóng, đó, vô cùng là nhanh chóng này, giúp khách hàng tiết kiệm được tối đa thời gian. Đó. Thì đầu tiên nhá, đối với website bán hàng chúng ta xây dựng bằng WordPress, đó. Thì cái cách mà đặt hàng mặc định của WooCommerce nó là sẽ như là như thế này. Đó, ví dụ bạn có một website bán hàng như này. Đó, cách đặt hàng mặc định là đầu tiên khách hàng sẽ truy cập vào website của bạn nhá. Sau đó khách hàng sẽ, đây mình sẽ đóng vai một khách hàng. Đó, khách hàng sẽ tìm kiếm này, ví dụ khách hàng thích cái sản phẩm là cái một chiếc giày này chẳng hạn này. Đó, một chiếc giày này. Khách hàng kích vào và xem sản phẩm. Đó, khi xem sản phẩm, khách hàng xem hết tất cả các thuộc tính này, hình ảnh này. Rồi thì những cái hiển thị này, đánh giá này. Và cuối cùng khách hàng muốn mua hàng. Đó. Thì khách hàng, đây là cái mặc định của WooCommerce, khách hàng sẽ thêm vào giỏ hàng này. Sẽ phải có những cái thao tác sau này. Đầu tiên là khách hàng sẽ thêm vào giỏ hàng. Đó, khi thêm giỏ hàng xong thì khách hàng sẽ xem giỏ hàng này. Đó, gồm các những bước đó, xem giỏ hàng. Sau đó khách hàng tiến hành thanh toán. Đó, tiến hành thanh toán, khách hàng điền thông tin cá nhân này vào, khách hàng chọn nút đặt hàng. Đó, thì đây là cái mặc định của WooCommerce. Thì các bạn thấy không? Nó có khá là nhiều bước đúng không? Một thêm vào giỏ hàng này, xem giỏ hàng này, rồi thanh toán. Đó. Thì mất khá là nhiều thời gian. Đó, các bạn hình dung là khách hàng bây giờ của chúng ta rất nhiều những thứ phải quan tâm, rất nhiều những thứ bận rộn. Đó, thì cái giải pháp mình đưa ra làm cách nào để cho khách hàng mua hàng một cách nhanh chóng nhất, chỉ cần làm một bước thôi là khách hàng có thể mua hàng được. Đó, thì bây giờ khách hàng ta là khá là bận rộn đúng không, họ không có, ví dụ họ chỉ có nhu cầu là mua một cái giày thôi, không có nhu cầu mua thêm những cái sản phẩm khác này. Đó, không cần phải đặt rồi phải xem giỏ hàng rồi như thế nào. Đó, mà khách hàng muốn hoàn tất một cách rất là nhanh chóng. Đó, thì website chúng ta sẽ đem lại cái trải nghiệm mua hàng một cách rất là tích cực đối với khách hàng ấy đúng không? Rất là, đó, thì cái giải pháp mình đưa ra là các bạn phải bổ sung một cái nút, đó chính là nút mua hàng ngay. Đó, thì cái giải pháp này đã được rất nhiều trang web lớn người ta áp dụng, đó, người ta tối ưu hóa. Ví dụ ngay như Thế Giới Di Động này, các bạn để truy cập vào Thế Giới Di Động nhé, các bạn xem. Ví dụ bạn xem một cái sản phẩm, một cái điện thoại này chẳng hạn, nó bạn kích vào cái điện thoại này. Đó, thì bạn có thể nhìn thấy ngay cái nút đó nhỉ, mua ngay đây đây đúng không? Đó, mua ngay. Thì khách hàng chỉ cần tích vào nút này và khách hàng đó đã đến ngay bước đến thông tin cá nhân, chứ không cần phải làm quá nhiều cái thao tác. Hoặc ví dụ như kiểu của Lazada đúng không, người ta cũng có những nút thêm vào giỏ hàng này. Đó, nhưng sẽ bổ sung cái nút đó nhỉ, nút mua hàng ngay, giúp khách hàng có thể đặt hàng ngay một cách trực tiếp. Đó, ngay một cách trực tiếp rất là đơn giản, dễ dàng. Và mua hàng thì nó dựa vào cảm xúc rất là nhiều. Đó, mua sản phẩm dựa vào cảm xúc rất là nhiều. Đặc biệt những sản phẩm như là thời trang này, quần áo này, mỹ phẩm này, đó, thì dựa vào cảm xúc rất là nhiều. Thì làm sao chúng ta để tối ưu hóa nhất cho khách hàng mua hàng cách dễ dàng nhất. Đó. Thì đây, nó đấy, ví dụ nhỉ, đây là một cái website của mình này. Đó, các bạn để thấy. Đấy, có nút đặt hàng ngay ở đây nhá, đặt hàng ngay ở đây. Đó, cũng có nút thêm vào giỏ hàng và có nút thêm đặt hàng ngay. Giúp khách hàng có thể mua hàng ngay được, khách hàng chỉ cần kích vào nút đặt hàng ngay. Ví dụ khách hàng xem sản phẩm này đã thấy ưng rồi, khách hàng chỉ cần chọn vào nút đặt hàng ngay. Nào đó, nó hiện lên một cái form. Khách hàng điền ngay tên, số điện thoại, địa chỉ email và số lượng sản phẩm, sau đó đặt hàng ngay. Đó. Và tất cả những cái thông tin này nó sẽ gửi lên email của chúng ta, người quản trị, người chủ shop, đó, hoặc là người quản lý bán hàng của bạn. Đó. Và các bạn chỉ cần gọi điện lại theo cái số điện thoại này và chốt khách hàng, chốt đơn. Đó. Thì đó là cái giải pháp mình đưa ra. Đó. Tức là thêm nút mua hàng ngay này để cho khách hàng mua hàng một cách dễ dàng nhất, vô cùng là dễ dàng. Đó, thì bây giờ nha, mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé cách chúng ta thêm cái nút đặt hàng ngay này vào trong website của chúng ta mà các bạn không cần biết một chút gì về lập trình cả. Đó, chúng ta sẽ sử dụng một cái này chỉ áp dụng với website xây dựng bằng WordPress thôi nhé. Đó, chúng ta sẽ sử dụng một cái plugin. Đó, là một plugin, là một plugin mua hàng ngay. Đó, thì đây là một cái plugin trả phí nhé, thì bạn sẽ tham khảo cái plugin ở dưới phần mô tả.
Đó, bây giờ mình sẽ tích hợp cái góc nhìn mua hàng ngay đấy vào trong cái website này chẳng hạn, website bán giày này chẳng hạn này. Đó, website bán giày. Thì đầu tiên công việc của bạn là bạn đăng nhập vào trang quản trị WordPress nhé. Các bạn tên miền của bạn không gạch chéo WP gạch ngang admin thì chúng ta đăng nhập vào trong quản trị WordPress. Đó, khi đăng nhập vào trong quản trị WordPress này thì các bạn sẽ tải cái plugin lên nha. Thì cái plugin mình để dưới phần mô tả, đây là một plugin phải trả phí nó, nhưng mà cái chi phí của nó thực sự rất là nhỏ thôi, để các bạn đem lại cái hiệu quả vô cùng lo lớn và tối ưu cho các site bán hàng của bạn đó, tối ưu về mãi về sau đó. Đấy, thì tất cả những cái trang web lớn này như Thế Giới Di Động, Lazada, Tiki để người ta đều có cái chức năng đó, mua hàng ngay. Và những website này đã được đổ rất là nhiều tiền, người ta đã đổ rất nhiều tiền người ta để đưa ra một cái mẹo nhỏ đó, đó người ta đã mất rất nhiều tiền để người ta rút rút ra cái kinh nghiệm là phải thêm cái nút mua hàng ngay vào cho các sản bán hàng đó. Thì các bạn sẽ vào phần plugin, sau đó bạn sẽ vào phần cài mới. Đó, trong phần cài mới các bạn sẽ tải plugin lên nhá. Thì bạn sẽ tham khảo cái plugin mình để phần mô tả, các bạn sẽ đặt hàng ở đó và các bạn sẽ mua. Khi các bạn thanh toán thành công thì sẽ có một email gửi đến bạn đó, và sẽ có cái file plugin. Bạn sẽ vào phần chọn tên và bạn sẽ tải cái plugin nó lên này. Đó, và cái plugin nó có tên là mua hàng nhanh này đó, các bạn để thấy. Nhưng khi các bạn thanh toán thành công thì sẽ có email gửi đến bạn và bạn sẽ nhận được cái plugin này, sau đó các bạn chọn này và sẽ open, chúng ta sẽ tải cái plugin này lên đó, mua hàng ngay. Tải lên thành công thì bạn sẽ vào phần kích hoạt plugin đó. Khi kích hoạt plugin này thì bạn sẽ nhìn thấy ngay ở đây thành bên trái chúng ta nói như nào, có phần mua hàng ngay ở đây đó, mua hàng ngay. Và bây giờ bạn sẽ ra website nhé, và bạn sẽ xem những cái sản phẩm của chúng ta. Đấy, ví dụ xem sản phẩm giày này chẳng hạn này, nó đấy thì bạn sẽ thấy ngay này một cái nút, đó là nút đặt hàng ngay ở đây đó. Khách hàng sẽ kích vào và chỉ cần điền này họ tên này, số điện thoại này, địa chỉ email này, nhận hàng này, số lượng này, đó số lượng này, đó số lượng sẽ tự động thay đổi theo giá đó nha. Ví dụ bạn thêm những cái sản phẩm này gì giá sẽ tự động nhảy luôn đó, mà khách hàng chỉ cần đặt hàng. Rất là chuyên nghiệp đúng không, vô cùng là chuyên nghiệp đó, nhưng mà nó có ngay plugin đặt hàng ngay. Và bây giờ sẽ về một cái phần nữa đó nhỉ, phần cấu hình gửi email đó. Thì khi khách hàng đặt hàng ngay này thì làm sao mà để khi khách hàng điền họ tên số điện thoại này thì sẽ có ngay một cái email gửi đến chúng ta đó. Thì các bạn sẽ vào đây và bạn sẽ vào phần mua hàng ngay ở đây này đó, và bạn sẽ vào phần SMTP setting đó. Cái phần này sẽ là phần cài đặt. Bây giờ nha, chúng ta sẽ cấu hình làm sao để khi khách hàng đặt hàng là sẽ có cái email gửi đến chúng ta tự động đó. Đầu tiên là các bạn sẽ set cho mình một cái, các bạn sẽ dùng một cái địa chỉ Gmail nhé, Gmail để các bạn nhận những cái thông tin khi có đơn đặt hàng này, ví dụ như SMTP send này đó. Đây các bạn sẽ điền cái địa chỉ Gmail của bạn, ví dụ như mình là thiết kế web 4 bước a@gmail.com đó. Bên dưới cũng thế nhỉ, đây là thiết kế web, đây là cái email là bạn sẽ nhận này, nhận được thông báo này đó. Tiếp theo phần SMTP host nhé, đó thì bạn sẽ sửa cho mình nói nhỉ, smtp.gmail.com đó, và cái cổng là SMTP port các bạn điền là 465 cho mình đó, 465. Và cái phần SMTP user này nhé, cũng là cái địa chỉ Gmail của các bạn đó. Còn cái phần SMTP password này thì bây giờ các bạn phải đăng nhập vào cho mình cái Gmail của bạn. Đầu tiên các bạn đăng nhập vào Gmail của bạn. Đầu tiên là bạn sẽ đăng nhập vào cái tài khoản Google của các bạn nhé, tài khoản Google ấy và cái địa chỉ Gmail của chúng ta. Sau đó các bạn xuống phần bảo mật cho mình. Đó, các bạn nhìn phần bảo mật này chưa? Đó, bảo mật. Rất là dễ thôi. Bảo mật thì bước đầu tiên các bạn phải bật cái xác minh 2 bước lên nhé. Bật cái bảo mật 2 bước của Gmail ấy, tức là chúng ta phải bật xác minh 2 bước bằng cái còn số điện thoại ấy. Thì cái này rất là dễ đúng không? Các bạn vào phần xác minh 2 bước này, sau đó các bạn bật lên đó, bật lên. Các bạn làm theo nhá. Bước đầu một là các bạn bật cái xác minh 2 bước bằng cái điện thoại của bạn ấy. Tức là khi thì cái này rất là dễ đúng không? Các bạn vào bảo mật này, xong rồi bật cái xác minh 2 bước. Cái thứ hai là chúng ta phải tạo ra một cái mật khẩu ứng dụng. Đó thì cái SMTP các bạn hiểu có đơn giản là cái này nó là một cái ứng dụng này, đó, ứng dụng. Thì bây giờ chúng ta phải tạo ra một cái ứng dụng ở trên cái Gmail này. Sau đó chúng ta cấp cái quyền mật khẩu ở đây, sau đó lưu thay đổi lại là xong. Đó, các bạn hiểu đơn giản như thế. Thì các bạn sẽ vào phần mật khẩu ứng dụng nhé. Bước 1 bật xác minh 2 bước. Bước 2 vào mật khẩu ứng dụng.
và chúng ta sẽ tạo ra một cái mật khẩu ứng dụng. Đó, tạo mật khẩu ứng dụng này. Đó, đầu tiên này các bạn sẽ chọn ứng dụng nhé. Chọn ứng dụng các bạn sẽ chọn là thư nhé. Chọn ứng dụng là thư. Tiếp theo chọn thiết bị. Các bạn sẽ chọn thiết bị là máy tính dùng Windows. Đó, và các bạn tạo cho mình. Tạo một cái mật khẩu. Và đây nhá, đây nó có một cái mật khẩu này. Các bạn copy cái mật khẩu này cho mình. Sau đó bạn vào phần xong này. Sau đó bạn quay trở lại phần đây. Đó, có phần SMTP password này. Bạn paste ra cái mật khẩu bạn vượt ở đây. Xong bạn lưu thay đổi. Đó, khi lưu thay đổi như thế này là xong, là đã thành công. Đó, bây giờ nha, mình sẽ ra website mình đặt hàng cho bạn xem. Ví dụ họ tên này, này, đó, số điện thoại này, email này, địa chỉ nhận hàng này, đó, số lượng ví dụ 6 sản phẩm chẳng hạn, 6 sản phẩm là xong, mình ấn đặt hàng. Đó, bây giờ đã đặt hàng thành công rồi nhá, đã đặt hàng thành công. Nó rất là nhanh chóng ấy thôi. Và bây giờ các bạn quay trở vào cái email và các bạn xem đã có ngay một email gửi đến bạn. Đó, đây thì bạn có thể thấy ngay cái email gửi đến chúng ta luôn đúng không? Đó, khi khách hàng đặt hàng thành công này, có này, đó từ website chúng ta này. Ví dụ đây mình đang sử dụng cái mẫu này, đó, đơn đặt hàng số này, đó, họ tên này, số điện thoại này, địa chỉ này. Đó, như nào? Và bây giờ công việc của bạn chỉ cần là đúng không? Gọi điện chốt lại với khách hàng là alo, à anh chị đã đặt hàng một sản phẩm là 6 sản phẩm giày bên em. Đó. Chốt lại và chốt cái địa chỉ gửi. Đó, rất là tuyệt vời đúng không? Đó. Thì cái video này nhá, mình đã hướng dẫn các bạn một cách vô cùng là rất là nhỏ thôi nhưng mà vô cùng là hiệu quả. Đó, giúp khách hàng đặt hàng trên website một cách dễ dàng, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và giúp gia tăng cái tỷ lệ đơn hàng trên website của bạn. Giúp các bạn bán được nhiều hàng hơn, đem về cái nguồn thu nhập nhiều hơn, lợi nhuận nhiều hơn. Ok, thì cái video này nhá, mình xin kết thúc ở đây. Nếu các bạn còn quan tâm đến những cái chủ đề là làm cách nào để gia tăng cái tỷ lệ đặt hàng thì bạn có thể comment bên dưới là quan tâm để mình sẽ ra những cái video hữu ích hơn nữa. Ok, bây giờ các bạn nhớ đăng ký kênh nhá, bởi vì mình sẽ ra nhiều cái video hơn nữa. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.